Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Wonder Zoo. Tiếp tục xây dựng cái sở thú chúng ta nha. Game này hoàn toàn là miễn phí trên Android, iOS. Anh em phải lên đó và tải về chơi nha. Rồi thì anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, dùng cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo mới nhất khi chúng ta ra video mới. Comment ý kiến xuống phía dưới video. Và nếu có thể thì hãy click vào quảng cáo và xem quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ. Chúng ta sẽ vào thôi. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi nhặt một cái này. Rồi, sư tử con của chúng ta đã sinh sản rồi. Hiện tại mình có hai sư tử con ở đây. Nhìn khá đẹp. Ông ấy thích voi à? Có voi nè. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cái gì đây? Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ cần phải đi tìm thêm một con voi nữa. Mình sẽ đi tìm nha. Ở Savannah. À đúng rồi, mình có cài cái bản mốt vào rồi. Bản mốt thì nó sẽ có vàng, nhiều vàng. Nhưng mà chúng ta vẫn không mua thú đâu, mà mình sẽ đi kiếm thì nó sẽ hay hơn. Và đi mua thú. Ok, có con đại bàng này. Trên này, đây voi đây anh em ơi. Những con voi nào, cái vàng, nhiều vàng ấy, chúng ta chỉ để dùng để là skip những cái nhiệm vụ. Ví dụ như là mua thức ăn này, thì nó sẽ đỡ tốn hơn. Chứ bình thường kiếm rất là lâu. Ok, nó chạy mất rồi kìa anh em. Loại 75% mà nó còn chạy như ma đuổi này. Đâu rồi, đâu rồi, để tôi tìm về. Đây rồi, ok. Anh em có thể tìm được cái bản mốt này ở trên mạng ấy. Cứ tìm bản mốt của Wonder Zoo sẽ ra ngay. 740. Rồi, ăn lần 2 và mình sẽ đưa con này về nhà luôn anh em. Yes. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ khá nhanh đây. Mình sẽ có thêm một con voi nữa. Hai con voi. Chúng ta sẽ có hai con voi ở trong nhà này. Yes. Và chúng ta sẽ có một team voi luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ breeding nó. Ok. Mình sẽ để đây breeding nha. Rồi. Đây, hai con này sẽ được breeding luôn. Rebreed sẽ mất khoảng 20 phút. Mà mình có thể tạm đi đã, để xem bọn dân này mà nó cần cái gì. Đây đây, Đinh Dương đấy. Đinh Dương có mà, thịt này lấy thêm thịt này, lấy thêm voi này. Chúng ta sẽ có một cái quest nữa. Quest này như là cần phải là breeding. Đợi đi, cho cần tìm thêm. Đây, complete rồi. Xong ngay là thêm 100 vàng. Nó cần thêm một cái nhà để ăn uống. Rồi, cái này thì cũng khá đơn giản. Vào shop và mua một cái nhà gọi là cái building, đó là cái nhà drink shop, đồ ăn đồ uống mình sẽ để cạnh nhà để kem nhá, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, ok. Rồi, chúng ta sẽ có một cái nhà để kem và tiếp theo thì nó sẽ cần cái gì? Nhà để kem đã xong. Cho cần collect thử cái này, có đợi khoảng 2 phút cơ. Đấy, những nhiệm vụ vẫn phải làm, không thể nào mà skip qua được. Ví dụ cái này thì có thể qua này. Skip mất 1.600 game này. Đấy, chúng ta sẽ có voi con nhá. Đấy đấy, anh em thấy không? Chúng ta sẽ có voi con này, hay không? Đấy có cả voi ma mút cơ, có những cái loài rồi chúng ta có voi con tạm thời là quét chúng ta cũng sẽ xong. Bây giờ ta sẽ đi bắt đại bàng hoặc là cái gì đấy, nhưng mà trước tiên ta sẽ cần phải thu thập cái này thì bên này đã, nó cần đại bàng anh em ạ. Ok, lên đường này anh em, chúng ta sẽ tiếp tục đi ở trong cái khu vực Savannah. Đại bàng à, đây có một con bị thương đây. Tinh đại bàng hay chim cú ấy, hình như là đại bàng. Đây là đại bàng rồi. Chạy xa phết nhờ. Chạy đi đâu cưng? Ăn thử thịt để xem. Bắt được luôn, đại bàng này nó khá là dễ. Chúng ta cho nó vào trong cái chuồng luôn. Ok. Và mang đại bàng về nhà nào. Tiến lên anh em ơi. Chúng ta có thêm đại bàng ở trong chuồng. Hiện tại là mình sẽ để chuồng đại bàng ở đây. Đó. Đẹp thật sự luôn anh em. Đây, đại bàng này được trở tới rồi anh em. Đâu rồi, đấy, chim đại bàng kìa. Wow, đẹp thế. Chúng ta có thêm kinh nghiệm để lên level. Yes, cái này vẫn chưa xong nhỉ, còn hơn 1 phút nữa cơ. Sau khi có đại bàng thì chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ phim. Tìm kiếm được con đại bàng rồi. Cái này là chúng ta sẽ mở rộng thêm một cái miếng đất ở bên cạnh để chúng ta sẽ to hơn. Đấy, ok, 5.000 thôi. Đó, xong luôn. Đất đai bây giờ rộng hơn nhiều. Có lẽ phải làm thêm cả đường nữa để tới cái chỗ này, chứ còn không thì không tới được đâu. Rồi mình lấy thêm vàng ở đây. Chúng ta cần phải đi kiếm linh dương hay kiếm con gì đó này. Nó bảo mình như vậy. Có 4 con linh dương là cũng xong nhiệm vụ này luôn. Cũng hay. Nhiệm vụ liên tục nha, rất nhiều nhiệm vụ đấy anh em có thể làm được. Có đại bàng này. Anh em ra đây chơi đi. Còn đợi gì nữa. Ở đây thì sẽ không có quảng cáo luôn. Nó cũng tốt, đỡ cần phải xem quảng cáo nhiều. Cái này nó sẽ còn 30 mấy giây nó sẽ thu hoạch được và để xong nhiệm vụ kia. Ông ấy cần sư tử. Bài cần sư tử, ông này cần xem chim đại bàng. Đây, chim đại bàng đây.
Ai gọi chim đó, có chim đây. Chim này nhìn trông đẹp phết. To nhỉ, nó còn múa này. Sư tử này, sư tử được sư tử cái các kiểu. Chúng ta sẽ lấy một cái đây, cái này là một cái shop bán đồ. Bán đồ bóng bay. Đấy, có thêm đồ bóng bay này. Chúng ta sẽ lấy cái này luôn. Không dây kìa, xong. Nhiệm vụ cũng xong luôn. Yes, hay lắm. Hai nhiệm vụ cũng đã xong luôn này. Quest của chúng ta cũng hòm hòm. Bây giờ cần đi tìm thêm một con nữa. Chúng ta sẽ lấy cái tools và đi rồi có đi xe là nó mới hay này. Cày cấp thì cũng rất là lâu nha. Nhưng mà chắc mình cày tầm một tuần. Oh my god. Giờ này không có thú rồi. Không con nào bị thương rồi. Chắc phải đi kiếm rồi. Không có. Phải có chữ dấu chữ thập cơ ở trên bản đồ cơ. Thì mới là ấy nhá. Thì mới phải kiếm được. Ai chà. Ra mua thì cũng được thôi, nhưng mà mình muốn đi kiếm để cho nó cải trải nghiệm cảm giác nó thực tế hơn. Tội gì mà phải mua đúng không? Không có nhỉ. Không có, mình về gái cho đỡ tốn xăng. Cho nên tiết kiệm xăng đi được. Coi như là chúng ta sẽ không có nhiều vàng đây. Savannah Ranger gì đó đây. Nó bảo mình là cái gì đó. Savannah Ranger Tunes đây, Wilderness Savannah. Lên nào. Oh my god. Tại sao đây không có nhỉ? Không có con đại bàng nào nó bị thương ta. Dạo này bíp bíp bíp. Xe nhiều xe chở kem vậy ta. Nhìn mấy game này cảm giác ký ức ngày xưa trở về chơi quá. Voi này không có. Không có rồi. Vấn đề không có. Chúng ta lại tiếp tục phải tìm thôi. Cuộc sống phải tìm thôi. Biết làm nào bây giờ. Lấy thêm điểm bên này vào và tiếp tục là đi Savannah. Hy vọng là này sẽ có. Cái méo nhỉ, sao không có ta. Thế hơi buồn cười là dạo này Savannah mà không có loài nào bị đau bụng hoặc là đau đầu các kiểu nhỉ. Không có luôn. Tìm hay đi xuống dưới nhé, chắc phải đi sâu xuống dưới anh em ạ. Có lẽ là thế, để nó bắt buộc mình sử dụng cái bình xăng này. Không sao, mình có đầy tiền mới có thể đổ xăng mọi lúc mọi nơi được. Kinh phí được một nhà tỷ phú cấp cho vô hạn. Thoải mái phát triển sở thú lên cái mức độ gọi là siêu cao nhất đi. Một vài vấn đề là không thấy những cái con bị thương. Ok, sorry anh em, mình đang bị viêm họng. Không có nhờ. Tại sao ta? Đại bàng bình thường tưởng tượng nó rất là nhiều. Đi tìm cả ngày luôn. Bình xăng hết xăng lại đổ. Đấy. 2000 cho một lần đổ xăng anh em ạ. 2000 vàng. Khá đắt đỏ. Nhưng không biết là trạm xăng ở giữa cái sa mạc này nó ở đâu. Mà nó có thể là đổ được mọi lúc mọi nơi vậy. Không có nhỉ. Mình thấy nó hơi lạ là đi vào cái bình thường là sẽ có luôn cơ. Đi theo hướng chữ N. Phía Bắc à? N là phía Bắc đúng không ta? Hết thêm bình xăng đấy mà vẫn lượn mà không có luôn. Lại về thôi. Cuộc sống phải về thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy thêm một số cái drink shop gì đó đây. Đấy, ok. Đại bàng thì đẹp rồi. Thức ăn này, lấy thêm thôi. Vàng này. Giờ vàng biết mình không thiếu như vậy. Voi. Và vấn đề là một cái vấn đề nhỏ là chúng ta không thể nào mà đi tìm được. Ấy, không ra luôn. Chúng ta không ra luôn ạ. Lý do. Đưa đấy. Không ra luôn, thử đi thử lại xem nào. Hoặc làm nhiệm vụ khác xem nào anh em. Làm nhiệm vụ khác xong rồi quay lại nhiệm vụ này sau. Đại bàng như bỏ qua nha. Mình sẽ relax spring books. Ok. Mình sẽ đưa vào trong cái quyển sách à hay như nào đây? À thả về tự nhiên à? Chúng ta thả về tự nhiên anh em ạ. Oh my god. Thả về nó đồng loại nó này. Linh dương anh em ạ. Ok. Chúng ta mang thả về tự nhiên rồi. Coi như là cũng xong. Đấy, complete luôn. Thấy chưa? Chúng ta phải thế chứ. Bọn này hình như là chúng ta cũng có 4 con sư tử này. Và sau đó thả về nó tự nhiên đúng không? Thế như chúng ta đoán nó sẽ thả về tự nhiên. Đúng rồi. Trả gia đình này về với thiên nhiên này. Chúng ta khu bảo tồn thôi.
thấy chưa, chăm sóc và chữa trị nó bây giờ cuối cùng thả về tự nhiên luôn. Có những gì sở thú mình mất à, sở thú mình thất thu à? Đúng không, thấy nó hơi vô lý. Nhưng chúng ta được thưởng vàng, được thêm kinh nghiệm các kiểu để lên cấp rồi. Sư tử bây giờ lại làm gì có sư tử ở đây, phải đi bắt, phải đi bắt. Voi thì cũng vậy, cho cái gì nhỉ, cho ăn à? fish làm gì, nhiệm vụ là sao ta, đi bắt thêm thú đấy anh em, rồi đi bắt thêm thú đã đấy chưa. Khi mà chúng ta thả vì tự nhiên nhiều thì chúng ta sẽ lại bắt được nhiều thôi, cuộc sống là thế mà. Ta bắt thêm sư tử đấy anh em, nào chạy đâu cưng, thêm 300 đồng cho nó ăn đi, tao đưa mày về nhà luôn, tao lại đưa mày về nhà. Ok, lên xe lại về nhà. Nhưng bắt được có một con à, sư tử sẽ được tự động cho kia rồi, dĩ nhiên thấy chưa, giải tiếp đi thôi. Savannah đấy, thấy chưa, chúng ta mở ra thì nó mới có những cái loài đại loại khác này, đại bàng à, sư tử à, không cần sư tử, không cần. Hay mang hai con sư tử về ta. Ui cái này nhiều thật sự luôn, ui sao sư tử vậy. Ui có loài mới này, con loài mới chưa cần, nó chưa cần trong nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ bắt con này vậy. Ôi nhiều loại, từ cái này cần tìm đại bàng là đúng hơn đấy, lắm sư tử nhỉ. Ôi, vai cái mà nó đau yếu, đau ốm kinh vậy, liên tục là bị cần mang về. Đây có lẽ sẽ có đại bàng không ạ, con foxy sư tử. Đại bàng ở đâu nhỉ, kiếm đại bàng khó thế, tôi cần thêm một con đại bàng nữa để cho nó sinh sản với nhau. Trên này là con gì ta, minh dương à, tôi có đổ xăng rồi, tôi có đi thôi. Lại sư tử ạ, vãi lều, lại cáo ạ. Minh dương ạ, holy shit, đại bàng đâu nhỉ, tôi cần có một chuồng đại bàng. Ui dạo này sao nhiều một đoạn bệnh tật thế, từ khi mình thả một số con về bệnh tật đầy. Oh my god, lắm thế này nhưng mà không có đại bàng. Anh em có để ý xem, không hề có đại bàng luôn, dù ở rất là nhiều loài động vật nó bị đau. Oh my god, con cáo này, tôi kiếm một con đại bàng thôi mà tôi cũng khó thế kìa, thật sự luôn. Đi pip, đại bàng đang ở đâu, hãy trả lời mau để anh bắt các chú về. Như theo từng mùa hay thế nào anh em ạ, thôi bắt con sư tử về nữa để làm một chuồng sư tử để sinh sản đã, tạm thời để nó sinh sản lên luôn anh em. Thật ra tôi muốn tìm đại bàng hơn là tìm sư tử. Con cáo ạ, thôi gọi bắt một con về kiểu gì nó sẽ ra con khác, xem mình đảm bảo anh em thế. Đây bắt con này về là sẽ rơi ra đại bàng, có lẽ vậy. Đây, đuổi nhau vậy, xe hơi chậm, có nâng cấp một cái xe không ta, cho nó ăn đi. Thì ăn cái gì thì ăn, ăn mía hay ngô gì đó. Lại chạy, mày chạy được không, tao bắt mày về để mình chữa trị cho mày, khu bảo tồn thiên nhiên chứ không phải là bắt mày về làm thịt đâu. Sợ cái gì mà sợ, bình tĩnh nào, dưới có gì không, sư tử. Đây này chắc chắn tôi là bảo anh em sư tử luôn. Lại hết xăng à, xe lại hết xăng rồi. Đây ba con này về đã, xe jeep rồi. Thời gian nhiều mình ở trên Savannah để mình đi bắt thú ấy, về chữa trị thôi chứ thời gian ở trong công viên này rất là ít, không có bao nhiêu cả. Ok, chúng ta lại về thôi. Sao rồi chúng ta no red sẽ để sau, khá nhiều nguồn thu nhập đến từ các nơi luôn đấy anh em, mà không mốt tiền mà thì không chơi được, tại vì rất là nhiều tiền nào. Ok xong, có này lại tiếp tục là lên đường thôi, dĩ nhiên. Witness Savannah, bây giờ hiện tại mình mới chỉ để mở khu Savannah thôi, tôi bắt buộc phải kiếm được con đại bàng anh em, tôi thề với anh em tôi sẽ kiếm được đại bàng. Hoặc cứ bắt con này về đã, bắt cả một đôi đã, đại bàng khó kiếm thế, bắt được mỗi một con ạ.
Mình không muốn mua bằng vàng ấy chứ. Mua bằng vàng mua được luôn. Và thôi, chơi cái này nó sẽ vui hơn. Đi bắt các thứ về thì nó sẽ vui hơn rất nhiều so với chúng ta mua hết tất cả, rất là chán. Vàng mình chỉ dùng để đổ xăng và cho sinh sản thôi, thế thôi. Không cần nhiều. Có hai con này, cho sinh sản luôn đi. Để chúng ta sẽ breeding. Rồi, ok, để nguyên đấy. Bắt thêm con sư tử về nữa nhỉ. Hoặc là như thế nào đó anh em tùy. Tùy ý thích thôi. Savanya lên đường. Đây rồi, bây giờ sẽ có hai con. Đây ơi, đại bàng ấy rồi. Trời ơi, thì tìm mấy mãi. Tìm cả ngày. Đây phải đại bàng không ta? Nhìn khá là giống. Chắc là đại bàng thôi. Cho có một cặp đại bàng. Oh my god. Vào đi nào. Trời. Cuối cùng người ta tìm được mày. Đại bàng ơi là đại bàng. Xong nha. Lần sau mình sẽ bắt cáo. Tập sau sẽ đi bắt cáo. Hoặc bắt cái gì đấy. Cơ mà đi bắt thú khá thích. Yes. Và sinh sản đây anh em. À, cái này thì skip luôn. Cho nó thành con nôi luôn. Mình sẽ muốn breeding hai con này với nhau. Skip luôn. Ta sẽ được một con đại bàng con ạ. Đây đây đại bàng con. Oh my god. Nhìn dễ thương ta. Nhìn con gà con này ta. Đại bàng con. Mà quét chúng ta cũng hoàn thành xong đúng không. Ngựa vằn ạ. Tập sau đi bắt ngựa vằn. Ok baby. Hay nhờ. Lại breeding thêm một con nữa. Yes. Để đây nha. Và giờ thì chúng ta sẽ kêu mày nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.